đế và rễ thì rất rộng, và phần thân thì nó không có một cái thân chính nào mà nó chia thành nhiều thân khác nhau. Đây là thân chính cao nhất, nhưng mà thân chính cao nhất này thì cũng không lớn. Còn cái vòng thân của cái thân chính cao nhất đó thì nó cũng khoảng mét thôi. Trong khi vòng gốc của cả cây thì nó rất rộng, nó lên đến hơn 1 mét nếu như đo tất cả các thân nhập lại. Tôi thì không có rành cây cảnh cho lắm, nhưng mà theo như nhiều người chơi cây cảnh nói thì cây có nhiều thân như thế này, mà nó đúng thế thì người ta gọi là thế quần hùng. Nhưng mà không biết là cây này có đúng thế quần hùng hay không. Nhưng mà dù gì thì những cây lộc vườn to mà không có mặt cát lớn và chiều cao cũng không cao như thế này thì khá là hiếm, không phải ở đâu cũng có.